Mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2023 dự kiến đạt từ 14 đến 15%. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng chung của Bình Dương chỉ mới đạt 3,63%. Hiện các tổ chức tín dụng đang nỗ lực để đẩy mạnh giải ngân trong những tháng còn lại của năm 2023. Ngay từ đầu năm, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã đề ra, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp. Song khó khăn của nền kinh tế đã khiến cho nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp giảm mạnh. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 3,63%, trong khi đó cùng kỳ của năm 2022 là tăng 8,55%. Thực hiện theo cái quy định của Ngân hàng Nhà nước về cái cho phép cơ cấu nợ để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, thì cũng tùy theo, ví dụ như khách hàng mà có nhu cầu thì chúng tôi cũng sẵn sàng và rà soát hồ sơ để tiến hành mà cơ cấu nợ. Đây cũng là một cái những cái giải pháp mà theo tôi thì trong thời điểm này sẽ hỗ trợ cho khách hàng rất là tốt. Tăng trưởng tín dụng đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, vì vậy ở 6 tháng cuối năm 2023, các ngân hàng sẽ còn nhiều dư địa để cho vay. Cụ thể, hạn mức để tiếp tục cho vay của các ngân hàng thương mại không thiếu. Ngoài ra, thanh khoản của toàn nền kinh tế đang rất dồi dào. Không chỉ Ngân hàng Thương mại Nhà nước, ngân hàng lớn, mà kể cả các ngân hàng nhỏ, thanh khoản cũng đang dồi dào. Tăng trưởng huy động đang cao hơn tăng trưởng tín dụng, nghĩa là vốn cho nền kinh tế không thiếu. Các doanh nghiệp có dự án khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ đều có thể tiếp cận tín dụng. Để tăng cường để tìm kiếm những cái đa dạng khách hàng mới, và tập trung vào các cái khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và những lĩnh vực ngành nghề mà không bị ảnh hưởng tác động của thị trường thế giới. Trước đây thì mình tập trung vào những doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thì bây giờ mình cũng phải quay lại cái thị trường ở trong nước. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng hiện nay là nhiệm vụ quan trọng của ngành ngân hàng, trong đó chú ý đến tín dụng bất động sản và tín dụng sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ thị trường, góp phần khôi phục và khơi thông dòng vốn đầu tư và kinh doanh cho nền kinh tế. Song phải giải quyết một cách hài hòa, tạo cân bằng giữa khả năng cho vay của ngân hàng và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Không thể tăng trưởng tín dụng bằng cách hạ chuẩn tín dụng, bất chấp tín dụng đó có lành mạnh hay không. Tăng trưởng tín dụng phải đi cùng với đảm bảo chất lượng tín dụng và hiệu quả tín dụng.